Sáng ngày 9 tháng 8, một khu nhà xưởng sản xuất bao bì ở thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình bất ngờ đổ sập khiến 3 người thương vong. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 8, xưởng sản xuất đang hoạt động bình thường bất ngờ tường và mái nhà đổ sập xuống. Thời điểm xưởng bị đổ sập có 6 người đang làm việc, 3 người kịp chạy thoát ra ngoài. Những người còn lại không may mắn bị tường và mái nhà xưởng đổ xuống vùi lấp. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh xưởng đã hô hoán cùng vào cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã, đã có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 10 giờ, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được 3 người đưa ra khỏi đống đổ nát và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lãnh đạo công an huyện Hoa Lư cho biết, do chấn thương quá nặng, hai người đã tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân còn lại đang được các y, bác sĩ cấp cứu tích cực. Được biết, nhà xưởng sản xuất nơi xảy ra sự cố vốn là một kho chứa lương thực được chủ cơ sở thuê lại hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc nhà xưởng bị sập đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ